Bạn là một người thích chơi gacha, dành hàng giờ cây cuốc tích lũy nguyên thạch chỉ để nhận được những thứ như thế này. Vậy thì hãy đến ngay thế giới của My Hero Academia, nơi bạn sẽ được trải nghiệm hệ thống gacha ngay từ khi mới lọt lòng, với 80% tỷ lệ bạn sẽ nhận được siêu năng lực và 20% thành thằng công nhân quèn không có một chút năng lực nào, hay người ta hay gọi là đần ác. Với cương vị là yếu tố đo lường sức mạnh chính trong bộ phim, Gose cũng có vô vàn các chủng loại khác biệt từ xịn sò đến phế vật. Vậy, trong vô vàn những siêu năng lực ấy thì đâu mới là cái Gose mạnh nhất? Hôm nay mời anh em cùng mình tìm hiểu về top 10 siêu năng lực bá đạo nhất trong My Hero Academia nhé. Trước khi bắt đầu video là chương trình quảng cáo, thì đây là cái shop quần áo anime của Bi Huỳnh với nhiều mẫu mã từ các bộ nổi tiếng như One Piece, Naruto, Kimetsu no Yaiba, Game Genshin Impact vân vân. Hiện đang có ưu đãi giảm giá autun từ 169 giảm còn 139, sweater từ 300k giảm còn 190k, duy nhất ngày hôm nay và nhiều ưu đãi phí ship khác nữa. Nhanh chân đặt ngay tại đường link dưới phần mô tả của video nhé. Đầu tiên, đó là tái hiện hay manifest của Boy Tamaki, một thanh niên thuộc tộc người hướng nội như thằng viết kịch bản Thịnh Ngụy Bù. Cái Gose này thì không biết các bạn thấy sao, chứ với mình thì nó không khác gì cái All for One phiên bản thu nhỏ vậy đó. Với All for One thì hắn có thể ban phát, tước đoạt sức mạnh và mít lại như lẩu thái một cách tùy ý. Còn manifest thì nó là yêu cầu khó hơn, khi yêu cầu Tamaki phải ăn thứ cậu muốn dùng năng lực của nó trong ngày thì mới tái hiện được, mà phải ăn càng nhiều thì khi dùng năng lực từ thứ đó thì nó mới mạnh. Tuy nhiên, cái điều khiến sức mạnh này vào trong cái top mạnh nhất ở chỗ là thứ Tamaki ăn không phải bị hạn chế ở thực vật, động vật, đất đá hay cái guồng què gì hết. Điển hình như việc cậu ăn tinh thể từ Hocho là đã ngay lập tức có thể tái hiện nó ra trên cơ thể mình. Thậm chí nếu cho Tamaki ăn đủ lượng đồ ăn cần thiết thì cậu còn có thể tạo ra khẩu pháo canon siêu to khổng lồ như bà Tân Vlog nè. Vậy nên ta có thể hiểu đơn giản là Tamaki chỉ cần ăn cái uổng què gì cũng ăn được. Cơ mà, nó như con dao hai lưỡi, vì nếu ăn quá nhiều thì sẽ gặp Tào Tháo chứ còn làm sao nữa. Chưa kể đến việc Tamaki có chịu ăn đất đá hay không thì riêng việc ăn vô số món trong ngày cậu đã đủ để khiến thanh niên cắm trại picnic trong nhà vệ sinh rồi. Vấn đề này thì theo mình là cậu nên nhờ ai đó nén những món mình cần ăn thành những viên thuốc để ăn cho nó dễ hơn. Tuy là thời gian sử dụng nó có ngắn đi nhưng đem theo bịch thuốc có gì khó đâu. Vừa không bị Tào Tháo rượt, vừa thích tái hiện năng lực nào thì ăn cái viên đó. Ở vị trí thứ 9 là nửa nhiệt nửa băng, hay còn gọi thân thiện với cái tên Close Up lửa băng. Công thức đột phá, treo lửa ấm, giúp chống lại các vi khuẩn gây mùi. Mang cho mình ám ảnh vượt qua anh hùng top 1 On My, Endeavor đã gửi gắm hy vọng vào thế hệ mai sau của mình. Bằng cách 7 ngày 7 đêm ra vào không kể với cô vợ mang Gose băng, ông cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng với sự ra đời của Soto. Còn Dabi thế? Còn cái nịt. Người hai hộp sữa, người không hộp nào. Trong khi đề cư chẳng thừa kế từ bố lẫn mẹ thì Soto lại double canxi, double Gose. Cậu vừa phóng ra được ngọn lửa nóng như bố, vừa dựng lên lớp băng khổng lồ như người mẹ của mình. Do chối bỏ thân phận của mình nên Soto hầu như đầu phim chỉ sử dụng băng là chính. Thậm chí với sức mạnh này, Soto còn hạ nhiệt những ống bô của Lida và giúp cậu sử dụng lại được năng lực ngay lập tức. Về sau khi mà được đề cư thông não thì Soto bắt đầu học tập thao túng ngọn lửa di truyền từ Endeavor, và phải nói là cậu múa lửa không thua kém như thanh niên Aesu trong One Piece. Và với việc kết hợp cả hai cái năng lực Close Up lửa băng này lại, Soto vừa phòng thủ, vừa khống chế kẻ địch, vừa tích tụ toàn bộ ngọn lửa vào lòng bàn tay và phóng thích nó khiến toàn bộ không khí xung quanh giống như là bị bốc hơi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao mà Endeavor cho rằng Soto sẽ vượt qua được All Might. Vì ông biết, ngọn lửa hiện tại thì Soto vẫn chưa phải là giới hạn cao nhất của cái siêu sức mạnh này. Nó vẫn còn tiến hóa được màu xanh lam như Dabi, hay như cách mà Endeavor cho bốc hơi con Nomo mà ông chạm vào vậy đó. Theo sau đó, thì ta có siêu năng lực nhân bản đến từ kẻ phản diện Choice. Điều gì đáng sợ hơn một thằng điên? Đó là một thằng điên biết nhân bản các bạn ạ. Double cho phép người dùng nhân bản được những người mà Choice quen thuộc, và càng quen thì cái nhân bản nó càng mạnh. Không chỉ nhân bản về ngoại hình, tính cách mà chúng còn mang theo cả Gose từ người bị nhân bản nữa. Và đáng sợ hơn nữa khi như tôi vừa nói, Choice có thể tự nhân bản chính mình, rồi cứ thế nhân bản ra cả một binh đoàn thằng điên. Rồi từ những nhân bản thằng điên đó, chúng lại clone thêm một lò tội phạm mà Choice thân thiết như Tomura. Thế là Choice đã có ngay một quân đoàn hùng mạnh. Nếu ở phe anh hùng thì để tên này clone mấy anh hùng top đầu như Endeavor hay All Might, còn như phe tội phạm đi bán muối mẹ luôn rồi.
Nhược điểm chí mạng chỉ nằm ở việc mấy cái phiên bản này nó hơi ghẻ ở cái mảng phòng ngự, như kiểu all-in vào đam, cách phòng thủ tốt nhất là tấn công vậy đó. Chỉ cần dính một đòn sát thương nhất định thôi là đam ngay lập tức trở về với bùn đất rồi. Chưa hết, những nhà bản này còn xấu những ý thức riêng nữa, nên mỗi khi có tới vài thằng điên như Trice khéo chúng nó lại quay sang đánh nhau chứ không phải đánh địch nữa. Thành thử ra cũng khá rắc rối khi mỗi người một ý. Còn nếu mà nó rơi vào tay những người mà có tâm lý không điên điên như cái thằng Trice mà nó ổn định hơn, nhất là những người mà chưa bao giờ chơi Liên Minh Huyền Thoại, đạp nấm Temo hay Bigloc Yasuo 15GG thì có vẻ sẽ ổn định hơn khi sử dụng Kose trên. Theo sau đó cũng là Kose DK, thuộc một nhân tố có phần bất ổn giống như Trice, Tomura, Shigaraki. Cái phân rã này giúp Tomura phân rã bất cứ thứ gì mà hắn chạm cả 5 ngón tay vào chúng và sẽ tiếp tục lan sang những thứ khác bên cạnh. Nói đơn giản, ví dụ Tomura làm tan rã một cái cây thì những thứ tiếp xúc với rễ của cái cây cũng sẽ bị tan rã theo. Thời kỳ đầu thì năng lực này gần như khá chậm và tốc độ phân rã nhìn còn được bằng mắt thường. Nhờ đó cả côi trỏ của Aizawa mới không bị phân rã ngay lập tức. Tuy nhiên sau vài lần chinh chiến và bị ăn hành và bị buộc đến giới hạn, Shigaraki gần như phân rã đối thủ trong tích tắc và khiến phạm vi lan ra bao nhiêu tùy thích của mình. Theo như những gì tên Tomura đã làm thì cái sự lan truyền từ phân rã lên đến cả một thành phố thưa các bạn ạ. Tức là trừ khi bạn mang một cái loại Kose đánh từ xa, trưởng từ xa các kiểu gì đó chứ không thể nào trong tích tắc mà thoát khỏi cái phạm vi này được. Điều này đồng nghĩa nhược điểm buộc phải tiếp xúc kẻ địch và chạm vào cả 5 ngón tay chúng đã không còn. Tomura chỉ cần đứng từ xa chạm vào bất kỳ một cái vật thể nào đấy liên kết với mục tiêu là xong. Nằm ngay tại vị trí thứ 5 thuộc về năng lực xóa bỏ của anh hùng Soto Aizawa. Ở một thế giới mà siêu năng lực đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng cho bậc thang sức mạnh thì cái gì đáng sợ nhất? Xóa bỏ năng lực và viên đạn làm từ da thịt Eri chính là minh chứng tàn nhẫn nhất để chứng minh chuyện điều đó. Và ở đây thì nó lại là năng lực thuộc về phe anh hùng thưa mọi người ạ. Mang cho mình sức mạnh xóa bỏ Kose kẻ khác miễn là chúng nằm trong tầm mắt của ông. Aizawa không khác gì kẻ đồ tể trong mắt lũ tội phạm. Và không cần biết Kose mạnh đến đâu, ngay cả All for One hay One for All chỉ cần bị ông để mắt tới đồng nghĩa việc Kose bạn đã biến mất cho tới khi ông nhắm mắt. Nhờ có sức mạnh này, Aizawa đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong từng cuộc tổng tấn công lên tội phạm mà đặc biệt nhất chính là Tomura. Sau khi có được All for One trong cơ thể cộng với năng lực có sẵn là DK, Tomura gần như không thể bị chạm đến ngoại trừ Deku. Vậy nên Aizawa gần như không được chập mắt trong lúc tất cả anh hùng khác vẫn đang đối mặt với Tomura. Vì Aizawa biết chỉ cần ông chập mắt hoặc lơ là Tomura một tí thì hắn sẽ hoàn toàn khôi phục lại sức mạnh. Và ngoại trừ Deku ra thôi thì không ai có thể thoát khỏi phạm vi phân rã với cái tốc độ nhanh như vậy. Mà đây cũng chính là nhược điểm từ câu xe này, bởi nó quá phụ thuộc vào việc Aizawa có thể nhìn được bao lâu, cũng như việc ông có bị chặn tầm nhìn hay không. Tiếp theo, thuộc về Overhaul, cũng chính là biệt danh mà gã tội phạm Sakura Chisaki đặt cho mình. Overhaul giúp người dùng phá hủy và tái tạo cấu trúc vật thể thông qua tiếp xúc vật lý. Điển hình như toàn bộ phần cơ thể của Magni bị biến thành máu khi Chisaki chạm vào, hay chỉ trong một mức độ nhất định lúc phá hủy cánh tay của Mr. Compress, hoặc đánh sập sàn nhà trong trận đấu với Mirio. Nhưng đó mới chỉ là phá hủy giống như một nhánh phụ từ Kose này thôi. Khả năng thật sự của Overhaul nằm ở khoản thao túng được thứ mà hắn tạo, như cách Shizaki dựng lên những gai nhọn từ sàn nhà khi đấu với Deku lẫn Mirio, hoặc thậm chí là cả Kose như lúc Shizaki hợp thể với một kẻ khác. Đáng buồn ở chỗ, sức mạnh này so với mục đích phá hủy thì nó còn mang cho mình khả năng loại bỏ hoàn toàn những căn bệnh mãn tính như ung thư này, viêm nhiễm này, vân vân. Shizaki chỉ cần tái tạo lại người đó là xong. Tuy nhiên, Overhaul rõ ràng đã không hướng tới việc khiến thế giới trở nên đẹp hơn. Hắn bất chấp mọi thứ và thí nghiệm lên cô bé Eri bằng cách tái tạo cơ thể cô bé hết lần này đến lần khác. Vị trí tiếp theo đó thì cũng không lạ gì khi Rewind từ cô bé Eri xứng đáng nằm trong top những Kose bá đạo nhất từng được ra mắt trong bộ truyện. Rewind mang khả năng đưa bất kỳ cá thể nào, dù là người hay động vật, trở về trạng thái trước đó. Đáng sợ nhất ở chỗ, cụm từ trạng thái trước đó này, nó không bị giới hạn ở số tuổi, thời gian mà cá thể đó tồn tại. Điển hình như ở việc Derry đã vô tình xóa sổ chính cha mình, tức là đưa ông trở về trạng thái không tồn tại đấy, hoặc có khi nó chính là trạng thái của một con tinh trùng.
mà thông qua đó, khi Eri đã làm chủ được một phần thì Rewind cần giúp Mirio khôi phục lại cơ thể của anh bất chấp nó đã bị xóa bỏ vĩnh viễn trong từng tế bào. Cũng như nhờ sự tác động từ Eri mà ta sớm chứng kiến một cái Full Calling trong trạng thái 100% bởi Deku không hề bị tổn thương một chút nào, bởi đơn giản tất cả trạng thái của cậu đã bị đưa ngay về trước đó. Với tớ, Rewind tồn tại không chỉ khiến nhân loại thấy được Kose phát triển đến mức nào mà nó còn báo hiệu cho ngày tan của My Hero Academia, bởi chỉ cần sơ sẩy không kiểm soát một tí, Eri đã đưa người sống sờ sờ ngay trước mắt tiến vào trạng thái không tồn tại, không thể có cách nào cứu chữa. Thì về sau sẽ còn những năng lực đáng sợ đến mức nào nữa chứ. Với câu C tiếp theo, ta có New Order đến từ siêu anh hùng top 1 nước Mỹ. Nhờ New Order, Cassie áp dụng được tối đa 2 luật lệ lên tất cả những gì cô chạm vào, gọi tên nó và thao túng chúng tùy thích theo hướng mình mong muốn, bao gồm cả chính câu C này. Với luật lệ mới, Cassie dễ dàng áp đảo Tomura bằng cách chạm vào không khí hay laser và biến chúng thành vũ khí cho bản thân. Cô nàng gần như đã thành công tiêu diệt Tomura nếu không phải vì chân danh 20 giờ chẳng còn là Shigaraki. Mà đây cũng là điểm yếu chí mạng nhất của cái sức mạnh New Order. Vì một khi hiểu sai bản chất thì Cassie không thể áp đặt sức mạnh. Vì thế, nên với những thứ nào không có nhận thức thì cô điều khiển rất dễ dàng, còn với những thứ có nhận thức thì nó khó hơn. Như việc Tomura vẫn là Tomura, nhưng ngay cả hắn cũng không xác định rõ ràng về bản thân mình. Kèm theo một All for One trong tâm thức nên New Order trở nên vô dụng. Ngoài ra, luật lệ mới cũng không phải dạng năng lực muốn hô biến thành All Might là hô. Dù cố gắng đến đâu, Cassie cũng chỉ biến bản thân mạnh lên mức tối đa mà cơ thể có thể chịu đựng được thôi. Chứ nói phát mạnh cỡ All Might thì nó lại là năng lực tập đá mẹ ở chứ không còn là New Order nữa. Đương nhiên rồi, vị trí top 2 tới nước này thì cũng không còn cái sức mạnh nào khác xứng đáng hơn ngoài One for All của Yoichi Shigaraki, aka người đầu tiên sở hữu. Được miss từ hai thứ cơ thể là tích tụ sức mạnh cộng chuyển giao sức mạnh, khiến One for All sinh ra trên thế giới. Tuy nhiên, một điểm mà tôi buộc phải xếp One for All ở top 2 chính là vì nó mất quá nhiều thời gian để đạt đến thời điểm chín muồi. Phải đến thế hệ thứ 8 là All Might thì ông mới có thể đánh ngang phê với All for One. Và tới tận đời của Deku, 7 sức mạnh khác di truyền từ các đời trước mới được bộc lộ. Xuyên suốt 40 năm làm biểu tượng hòa bình, ngay cả All Might cũng không hề biết về sự hiện diện của điều này. Đương nhiên, nói vậy thôi thì không có nghĩa là tớ phủ nhận sự bá đạo của One for All nhá. Bởi vì một khi ta bỏ qua cái khuyết điểm cần hẳn 8 đời mới đạt độ 9 muồi, thì gần như One for All đã là thứ sức mạnh bất bại nhất trong thời đại này. Chưa nói đến Deku thì chỉ cần thời All Might thôi nó đủ khiến toàn bộ giới tội phạm run sợ xuyên suốt 40 năm hiện hữu cơ mà. Khiến một All for One từ ông trùm phản diện bị nắc vào mồm đến cái mức phải nằm một chỗ chữa trị và bị phá hủy toàn bộ khuôn mặt nữa cơ. Còn với Deku thì One for All đã được nâng cấp lên một tầm cao mới khi giờ đây 7 sức mạnh trước đó đã được kích hoạt. Không chỉ thế, linh hồn từ những người tiền nhiệm cũng xuất hiện trong tâm thức giúp Deku làm chủ nó với một tốc độ thần sâu. Điều đáng sợ từ việc di truyền của One for All nằm ở chỗ không chỉ khiến sức mạnh Kose này gia tăng mà còn kéo cả các Kose thừa kế mạnh theo nốt nữa cơ. Điển hình là Gearship từ cụ nhị, từ việc gia tốc đường đạn mà giờ đây nó còn gia tốc cả những cú đấm vượt mốc âm thanh, giúp Deku từ 100% One for All tăng lên 120% chỉ trong tức khắc. Sự phối hợp giữa hai Kose như Soto đã khó chịu rồi, vậy thì với việc phối hợp cả 8 sức mạnh được cường hóa nó còn khó chịu thêm bao nhiêu lần nữa. Nói đơn giản, Deku bây giờ có thể bay được, bức tốc, tung hỏa mù, clear AOE, mọi mục tiêu chứ không chỉ bị giới hạn là việc solo 1-1 như khi sở hữu mỗi một mình cái One for All. Bá đạo chưa? Cực kỳ bá đạo luôn. Và cuối cùng không thể nào mà anh chàng này thoát được ngôi vị top 1 của chúng ta, All for One đến từ người sở hữu cùng nickname. Tước đoạt, thao túng, bàn phát, kết hợp là 4 từ ngắn gọn nhất mà tớ dành cho sức mạnh này. Về các bạn, All for One không khác gì một vị chúa giữa những người phàm khi All for One cho phép hắn thực hiện mọi ảo tưởng của tên trùm này. Nhờ có nó, All for One nhanh chóng trở thành kẻ phản diện đỉnh cao nhất trong giới tội phạm từ trước đến nay. Nói cách khác, All Might chính là biểu tượng hòa bình thì hắn sẽ là biểu tượng của cái ác. Từ việc bàn phát Kose, All for One không mấy khó khăn thu nạp vô số tay sai dưới trướng và nhanh chóng dựng nên một đế chế tội phạm làm mưa làm gió khắp toàn bộ đất nước Nhật Bản. Sự thống trị của All for One chỉ dừng lại cho tới khi One for All, thế năng lực do chính tay hắn vô tình tạo ra, đồng thời cũng là đối trọng của All for One rơi vào tay của siêu anh hùng All Might. Dù bị phá hủy đi toàn bộ khuôn mặt, nhưng All for One cũng thừa cơ gây ra một vết thương chí mạng lên cơ thể All Might khiến ông không thể như ở thời kỳ đỉnh cao của mình.
Để cho bạn dễ hình dung, con Nomo mà On Mai tốn đến 300 đấm mới cho nó cút về đội hỏa tiễn, thì hồi xưa On Mai chỉ cần khoảng 3 đấm là đã đủ sức. Hai trận đại chiến cuối cùng do On Mai và All For One tàn phá cả một thành phố thực chất không phải là thời kỳ đỉnh cao của On Mai đâu thưa các bạn. Dù là do một phần do On Mai đã trao cái One For All cho đề cư, nhưng ta cũng không thể nào phủ nhận rằng vết thương do All For One gây ra nó nghiêm trọng là sao. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng tìm hiểu 10 siêu năng lực, 10 cô xê bá đạo nhất trong My Hero Academia nhé. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều loại sức mạnh khác có thể được xếp chung vào cái bảng xếp hạng này. Tuy nhiên, đây là kỳ in cá nhân của tớ và tớ nghĩ rằng nó cũng khá là hợp lý. Còn anh em thấy sao? Anh em thấy không hợp lý hay là còn một cái nào khác bổ sung thì hãy comment phía dưới nhé. Tớ là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye!